Ngày 3 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành phiên chủ bị. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh và gần 350 đại biểu chính thức. Tại phiên làm việc, các đại biểu đã thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của đại hội, thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo văn kiện Đại hội 17 Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16 trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời thảo luận và biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, biểu quyết về số lượng, cơ cấu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp đó, các đại biểu được chia thành 4 tổ thảo luận về các nội dung của văn kiện đại hội, các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các giải pháp để thực hiện thành công nghị quyết đại hội, thảo luận về đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17. Trước đó, các đại biểu tham dự đại hội đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống tỉnh ủy Thái Nguyên và viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh. Phiên trọng thể của Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ bắt đầu vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, được livestream trên fanpage TNTV Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và fanpage Công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.